chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, được thần tài ban phát tài lộc, làm ăn trúng lớn, trúng quả cực đậm, trả sạch nợ nần, phát tài giàu nhanh chóng mặt, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Quý mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Minh Đường Tử Vi cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khát khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Canh Thân sinh năm 1980, có mệnh căn phú quý, giàu có và vô cùng quyền lực. Tuy nhiều người tuổi Canh Thân không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để tự làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt. Thế nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua Canh Thân liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, tiến về 2 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nếu chú ý 4 điều này, thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ, mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, giúp cả gia đình sung sướng và an vui đón Tết. Vậy, vận trình cụ thể 2 tháng tới về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Canh Thân cụ thể sẽ ra sao? Và thầy Tử Vi có chỉ rõ điều gì để Canh Thân đổi đời giàu có, tiền tiêu không hết? Điều đặc biệt nhất sẽ nằm ở cuối video. Rất là hữu duyên khi bạn có thể ở lại video này đến phút cuối cùng, thì 100% sự giàu có đã nằm trong tay của bạn rồi đó. Quý vị thân mến, xét về quá khứ, Canh Thân đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Canh Thân chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Canh Thân không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Canh Thân 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là vận số của Canh Thân quy định rằng họ không được hưởng đoạn này. Đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên cuộc hành trình 10 năm một dòng đại vận đã sắp kết thúc. Canh Thân hiện tại 51 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú. Nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cuốn. May mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc dần xoay, rèn tâm luyện tính cho Canh Thân, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Canh Thân trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Canh Thân. Tuổi Thân biểu trưng cho con khỉ, là con giáp thứ 9 trong bảng 12 con giáp của người phương Đông. Tuổi Thân đi vào đời sống con người với giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và ngày Thân, tháng Thân, năm Thân. Người Hán xem con vật này là con vật mang lại sự cát tường may mắn, vì khỉ do chữ Hầu được dùng chung, hay xuất hiện trong các câu hay hình vẽ con khỉ, chỉ về tấn tước phong hầu, hay phong hầu treo ấn. Người Nhật hình tượng khỉ bắt bóng trăng trong nước đi sâu vào nền hội họa. Ở Phật giáo hay nhắc tới nhiều hình tượng khỉ như hàm ý thâm sâu, khỉ mang tính chất gần gũi, nhanh nhẹn, hoạt bát, có tính đông đúc, tập thể tình cảm. Đây là hình ảnh của sự nội hàm, nội tâm sâu lắng, tích tụ, bên ngoài thì hòa nhã, nhưng bên trong ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Thân còn có ý nghĩa thân thể, dạng vật đều trưởng thành,
đến tuổi này nhiều thứ dường như đã chín mùi, đến lúc được hưởng thành quả, công thành danh toại, thường là biểu trưng cho những bức tranh phong thủy của tuổi Thân. Ngoài ý nghĩa sum họp đoàn tụ, tranh phúc thọ thường hợp với người tuổi Thân. Người tuổi Thân hợp với mùa thu, hợp những màu trắng sáng, nhà thường hợp hướng Tây hoặc Tây Nam. Ngoài ra Thân có một ý nghĩa khá lớn, đó là khởi đầu, khởi lộc. Giờ Thân trong khai trương người phương Đông hay lựa chọn làm giờ mở hàng, khai xuân, ngày Thân, tháng Thân hay được lựa chọn để xem ngày lành tháng tốt cho cưới gả, mở cửa hàng, thành lập đơn vị, tổ chức. Vậy Thân một lần nữa đại diện cho sự khởi đầu tốt đẹp, khởi đầu thành công. Con đường dạng dặm cũng có những bước đi đầu tiên, có chữ Thân khởi xướng thì đích đến tất sẽ thành công tốt đẹp. Địa chi Thân dương kim, biểu tượng về chiều tà, về mùa thu, về sự hái lượm, là nơi tượng trưng cho sự ẩn mình, đứng sau thuận lợi tài lộc, đại phú, đại quý. Thân Dậu thuộc hành kim, chủ về sự thâu tóm, tích tụ, có sự chọn lọc, sắp xếp, cô đọng. Nếu có cả hai người cùng tuổi này sẽ tạo được một nhóm tổ chức có độ liên kết, kết dính rất cao, chuyên môn rất vững và sự kết hợp khá lâu bền. Cách làm có sự sắp xếp khoa học hầu như hoàn chỉnh. Lúc tích cực hành kim mang lại sự chắc chắn, cảm tưởng như gần họ không có gì là không thể đạt được thành tựu, kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, lúc tiêu cực thì sự khô khan, giáo lý, giáo điều, sống rỗng, thiếu thực tế, thiếu tính mỹ cách, mỹ quan, ít được nhiều người chú ý và hay cô độc một mình. Đó là những điểm cần hết sức lưu ý với tuổi này. Thân Tý Thìn Hành Thủy là bộ ba tam hợp nổi tiếng ai cũng biết khi nhắc tới, và Thân cũng là điểm khởi đầu cho bộ ba này. Thủy đại diện cho màn đêm, đại diện cho sự âm thầm, tĩnh lặng, chảy chậm, ngấm dần, tính cách có, thủy thường không sôi nổi, nhưng rất có chiều sâu, cô đọng. Giới tinh hoa cũng phát triển từ đây, bề ngoài thì trống rỗng, bên trong thì đầy đặn, mưa dầm thấm lâu là một trong những cách thành công của hành thủy, và một câu nữa hay đại diện là thiên biến vạn hóa. Hành thủy khi gặp khách hàng tuy cùng bán một sản phẩm, nhưng 100 khách hàng khác nhau, thì 100 cách chào mời khác nhau. Hành thủy gặp một công việc 100 lần, thì 100 lần ra kết quả không bao giờ giống nhau, không quá thẳng, nhưng biết dừng đúng lúc. Nhiều người luôn nhắc nhở hành hay toan tính, chi ly thiệt hơn. Tuy nhiên, những người giàu nhất luôn mang trong người hành thủy, cuộc sống với họ không có nhiều xung đột mâu thuẫn, gặp trục trặc nhiều. Vì họ biết nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề, họ biết kết quả, nhưng chưa chắc đã đưa cho người ta đường đi nhanh nhất tới kết quả, thông qua những bước khác nhau. Thân nhị hợp với tỵ quá thủy, nhắc tới bộ nhị hợp này làm tăng thêm tính thủy của Thân, nên tuổi Thân còn đại diện cho tiền bạc, tài lộc, sự tích lũy tài sản lớn. Ngành nghề hợp với Thân cũng như hành thủy, tư vấn, kinh doanh, môi giới, trung gian, đầu tư, xuất nhập khẩu, càng không phải chịu nhiều trách nhiệm nhiều, càng không phải lệ thuộc vào những cái hữu hình nhiều nhà, xưởng, kho bãi, bến bãi, cơ sở vật chất. Vậy thủy đi làm các bộ phận hỗ trợ, trung gian hoặc các công ty ma, tính chất là trung gian, hỗ trợ, phụ trợ, tốt hơn rất nhiều so với làm tính chất khác, công đoạn khác. Tuổi Canh Thân mệnh mộc tượng trưng cho cây cối, cho sự sinh sôi và phát triển. Bởi vậy mộc còn tượng trưng cho mùa xuân, mùa có sự đâm chồi nảy lộc. Mộc có thể là một cây đại thụ cứng rắn, hiên ngang, nhưng cũng có thể mềm dẻo, nhẹ nhàng như một cây cỏ gian đường. Đây chính là bản chất của mộc và cũng là đức tính nguyên bản của mệnh mộc. Sự thích nghi và bền bỉ và cứng cỏi, đó là những gì ta có thể nói về tuổi Canh Thân hành mộc. Mộc có cả sự mềm dẻo, dễ uống, nhưng cũng có sự cứng rắn và mạnh mẽ. Người tuổi Canh Thân mệnh mộc cũng vậy, sự thích nghi chính là một điều khiến những người Canh Thân mệnh mộc luôn luôn nhanh chóng hòa đồng và bắt kịp với chúng bạn. Dù ở bất kỳ môi trường nào, người tuổi Canh Thân mệnh mộc luôn tỏa ra những năng lượng tích cực và cảm giác vững chãi đối với người xung quanh. Họ có khả năng đưa ra quyết định rất chính xác, có óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo tuyệt vời. Do vậy, những người tuổi Canh Thân mệnh mộc thường lựa chọn các ngành nghề cần khả năng thích ứng cao như buôn bán, kinh doanh hoặc những khối ngành cần sự sáng tạo tuyệt đối như thiết kế hay các bộ môn nghệ thuật. Người Canh Thân mệnh mộc có một đức tính mà ai khi chơi với họ cũng đều không muốn rời đi, đó chính là sự thoải mái, hào sảng. Tuy nhiên, đây cũng là nhược điểm chí mạng của người mệnh mộc Canh Thân, bởi kẻ xấu có thể lợi dụng được tính hào sảng này để thực hiện những toan tính của riêng họ. Người Canh Thân mệnh mộc tuy đứng đắn và thẳng thắn, nhưng khá cố chấp và cứng nhắc, nhất là khi họ đã đạt đến một ngưỡng tuổi nào đó.
cứng thì thường dễ gãy. Do vậy, để có thể dung hòa được công việc và cuộc sống, người tuổi Canh Thân mệnh mộc cần biết một chút về chính mình, từ đó điều hòa bố cục phong thủy bản thân, tạo ra được một sự nghiệp vững bền cũng như một cuộc sống thoải mái. Lời khuyên cho người tuổi Canh Thân: vận phát thì tích trữ, đầu tư, phát triển tối đa thu về thành tựu, lợi ích thực tế, có những nguồn tích lũy cho bản thân và gia đình nhiều tránh thất thoát. Vận kém thì thổ đại diện cho hữu danh vô thực, nhiều khi hay bị người khác đánh giá, ghét bỏ, họ hay gặp những trục trặc trời ơi đất hỡi, thực sự khiến cho tù túng, túng quẫn khó thoát ra được. Bởi vậy cần sự cho đi, sự kết nối, cởi mở hơn, đón nhận nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, vui vẻ hơn, lạc quan và hòa đồng với mọi người, tiếp đó sẽ được thuận lợi tốt đẹp hơn cả rất tốt về sau. Những người tuổi Thân nói chung khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn, vận trình bước sang năm thứ hai của chuỗi hành trình 3 năm tam tai, dù là năm giữa của tam tai, là năm mà vận hạn của tuổi Thân chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất của vận hạn này. Thế nhưng năm Giáp Thìn được đánh giá là khá bình lặng, sóng yên biển lặng dành cho những người tuổi Thân nói chung. Còn với những người tuổi Canh Thân nói riêng, khi bước sang năm 2024, vận trình của họ gặp bố cục thiên sinh địa hợp với thiên can canh kim, tương sinh cho thiên can quý thủy của năm, tạo thành bố cục thương quan tương sinh chính ấn, địa chi bản mệnh và thái tuế ám hợp. Cho nên có thể thấy đây là một năm mà vận trình của những người Canh Thân này có phần thuận lợi và suôn sẻ giữa muôn trùng vận hạn. Tử vi Canh Thân 2024 có nhiều điểm tốt đẹp, cục diện thương quan sinh tài ngũ ý, nhờ tinh thần mưu lược, ứng biến thông minh mà nghề nghiệp chính của bản mạng sẽ được đảm bảo. Trong công việc bạn thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn, bạn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ, dám làm. Tinh thần chăm chỉ cần cù sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, người tuổi Canh Thân cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính bản thân. Đôi lúc thương quan phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ sẽ đẩy bạn tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung. Điều này không tốt cho con đường thăng tiến của bạn. Về tài lộc, năm nay Giáp Thìn 2024 âm lịch được sự trợ giúp của sao Cát Tường Nguyệt Đức, tuổi Canh Thân có thể có tiền ổn định vào tài khoản, thu nhập rất đáng kể. Đối với những người bạn làm kinh doanh, có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của khách hàng mới và cũ, và công việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn và có thể tiếp tục mở rộng quy mô và đào sâu lĩnh vực kinh doanh. Năm nay tuổi Canh Thân có thể có được thông tin đầu cơ đáng tin cậy và có được thu nhập đầu tư và quản lý tài sản đáng kể. Tuy nhiên, do bị hung tinh tiểu hao chiếu mệnh không thuận lợi, nên bạn có thể gặp phải những thiệt hại nhẹ về tiền bạc. Bảo quản tốt tiền bạc cá nhân của bạn, thực hiện các biện pháp an ninh ở nhà, bảo quản đồ đạc cá nhân khi ra ngoài và kịp thời tránh xa kẻ trộm. Cần lưu ý rằng, những người tuổi Canh Thân độc thân có thể sử dụng số tiền dự trữ trước đây của họ để kết hôn trong năm nay, hoặc để mua một ngôi nhà, hoặc một chiếc xe hơi. Vì vậy, mặc dù tài lộc của họ tốt trong năm 2024, nhưng họ vẫn có rất nhiều chi phí, phải làm tốt công tác quản lý tài chính và phân bổ nguồn vốn hợp lý. Người tuổi Canh Thân gặp năm Giáp Thìn không có sao đào hoa dây quanh. Nếu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng độc thân, tuổi Canh Thân có thể chủ động tham gia buổi hẹn hò ăn tối, hoặc nhờ người thân, bạn bè xung quanh mình giới thiệu. Nhưng đừng hành động quá vội vàng, nếu không bạn có thể rơi vào bẫy tình. Đối với những người tuổi Canh Thân đã có bạn đời ổn định, năm nay cả hai rất hợp nhau và sẽ không cãi giả vì những chuyện giặt giảnh nhàm chán. Người tuổi Canh Thân đã kết hôn, có thể có thêm con cháu trong nhà, tình yêu hạnh phúc, vợ chồng có thể thường xuyên đi du lịch để thư giãn. Người tuổi Canh Thân năm nay nhân duyên rất tốt, gặp được nhiều bạn bè tương hợp, có thể giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp và tiền bạc, có thể đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của cuộc sống sau này. Nhìn chung năm 2024, Canh Thân nên chuẩn bị cho một năm phát huy những điều tốt đẹp nhất trong bạn. Hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của tuổi Canh Thân đều sẽ được hưởng bình an, may mắn. Bạn sẽ nuôi dưỡng tốt tài năng của mình và sử dụng chúng để mang đến thành công, thịnh vượng và tài lộc dồi dào trong cuộc sống. Giữa những khó khăn và thách thức, bạn nên tiếp cận chúng một cách tự tin và không ngừng nâng cao khả năng của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì đang làm, bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội tốt đẹp đến trong cuộc sống. Đặc biệt đúng 2 tháng cuối năm tới đây được dự báo là thời điểm rực sáng,
công việc thuận lợi hanh thông, tài lộc dưỡng phát, phát tài nổ lộc của canh thân. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 2 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch nhận định, đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Thân đang nhận được sự che chở của rất nhiều các tinh, nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi dượng, mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận. Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng, tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn, khiến bạn đôi khi trùng bước, nhưng dạng sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Với trí tuệ minh mẫn và giỏi ứng biến của mình, cô bác có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao hữu ích. Cô bác có thể gây ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong thời điểm này. Cô bác cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do cô bác tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong 2 tháng tới sẽ xuất hiện hung tinh âm sát, mang điềm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu. Bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn, hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể cô bác sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Theo kinh Phật ghi chép, bản mệnh Phật của tuổi Canh Thân là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho lý trí quang minh, đeo bên người có thể được ngài bảo vệ, mang đến sự tỉnh táo, trừ yêu tránh ma quỷ, hấp thu linh khí, đón lấy tinh hoa dạng vật, dũng cảm tiến tới, sung sướng rạng rỡ. Người tuổi Canh Thân cùng Đại Nhật Như Lai Bồ Tát có sức cảm ứng mạnh nhất, bởi vậy nếu có thể thành kính đeo hoặc cung phụng tượng Đại Nhật Như Lai Bồ Tát, tất khiến mọi chuyện hài lòng, mọi sự thành công. Về phương diện tài lộc, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Canh Thân trong 2 tháng 11 và 12 âm tới cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho cô bác một phần thưởng xứng đáng với công sức mà cô bác đã bỏ ra, thậm chí một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh, buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, cô bác có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ, túi tiền của cô bác lúc nào cũng rủng rỉnh. Các thần này cũng sẽ giúp cô bác tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, cô bác cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, cô bác nên kiên trì theo đuổi, bỏ công bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Canh Thân cần hết sức thận trọng khi hồn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Minh Đường Tử Vi khuyên cô bác, thời điểm 2 tháng tới vẫn có hung tinh đeo bám, nên bản mệnh chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê lôi kéo của người khác. Trước khi đưa ra quyết định, cô bác cần tham khảo ý kiến nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh tốn tiền vô ích. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, cô bác sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Ngoài ra, cô bác có thể dùng thiềm thừ để chiêu tài dưỡng lộc,
Thiềm thư là thần thú dưỡng tài vận, đồng thời giúp quá sát đường sự nghiệp, chặn tiểu nhân trong công việc, thích hợp bày trên bàn làm việc. Người làm ăn hay mở cửa hàng đều có thể dùng đồ phong thủy này, vừa chiêu tài, chiêu phúc, lại gia tăng tài khí, phúc khí, nhân khí. Thiềm thư có tác dụng trấn trạch trừ tà, phun châu nhã ngọc, tài lộc dồi dào. Thiềm thư có hình dạng đặc biệt là con cóc ba chân, miệng ngậm đồng tiền, chân đạp lên tiền. Vốn trước đây là một loài yêu tinh biết phun ra tiền bạc, sau được Lưu Hải tiên nhân thu nạp, cải tà quy chính, giúp đỡ bốn phương, đem tài lộc đến cho mọi nhà. Khi đặt thiềm thư đầu hướng về phía trong cửa hàng, công ty hoặc nơi ở, không nên hướng ra ngoài cửa, nếu không tiền bạc sẽ bị thất thoát, khó mà sinh tài dưỡng lộc. Mỗi người đều có khát vọng giàu sang, nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng xuôi chèo mát mái. Mỗi bản mệnh nên tâm niệm các nhân thiên tướng, vạn phúc tùy duyên, yêu thương bản thân, hậu đãi mọi người, tích đức hành thiện, thì vận may sẽ tự nhiên mà tới. Nếu gặp khó khăn thì nên dùng thái độ tích cực để đối diện. Phúc tự tâm tin rằng sóng gió chỉ là tạm thời, chúc những người có duyên cả đời bình an, vận may liên tiếp. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Canh Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng trong thời điểm 2 tháng cuối của năm 2024 này. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của cô bác. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm giặc theo mùa. Vì thế, ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, cô bác cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong 2 tháng tới do có Bạch Hổ hung tinh tác động, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, sử dụng đồ vật sắc nhọn. Nếu không dễ vướng họa huyết quang, cô bác đừng nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của cô bác không chỉ khiến cơ thể phải chịu tổn thương mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác nhớ duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, không nên thức khuya dậy sớm, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc cay nóng, dễ gây tác động xấu cho dạ dày của mình đấy quý mệnh chủ nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, trong tháng 11 và 12 âm lịch, vận trình tình cảm của Canh Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột nào quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của cô bác. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể, thậm chí có cặp vợ chồng còn nhận được tin vui từ con cái nay đã thành tích học tập tốt, hoặc được công việc ổn định và ngày càng phát triển. Cùng với đó là sự thuận lợi suôn sẻ trong vận trình của cô bác. Hỷ khí dồi dào cũng là lúc cô bác nên làm việc thiện nhiều hơn để tích phúc đức cho bản thân cũng như gia đình. Trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, Canh Thân cũng dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Canh Thân theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 11 âm lịch. Người tuổi Canh Thân được đón tháng 11 âm lịch với nhiều tín hiệu tích cực và may mắn hơn, mọi mặt cuộc sống của bạn đều có những bước tiến đáng kể. Chỉ cần bạn chăm chỉ, tự tin vào bản thân mình để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy dù bạn làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ thu được những kết quả khả quan. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn luôn được giúp đỡ khi đối diện với khó khăn, thậm chí được người mách nước cho những kế hoạch hợp lý. Trên phương diện tài lộc, tháng này bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu. Quan đới chắc chắn sẽ đem lại cho bạn thêm nhiều may mắn và trợ lực. Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ của Canh Thân và người ấy ngập tràn những điều ấm áp. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau. Người ấy có thể trở thành động lực để bạn vượt qua nhiều khó khăn. Quý nhân, thìn, mùi, tiểu nhân,
Sửu, Dần. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 02, 81, 22. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Canh Thân âm lịch thấy tháng cuối cùng của năm 2024 không có nhiều biến động lớn đối với người tuổi Canh Thân. Song bạn cũng không gặt hái được những thành tích quá đáng kể. Đây là lúc bạn cần xem lại mục tiêu và cách thức làm việc của mình. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn đưa ra nhiều mục tiêu và đích đến cao xa cho mình, song bạn lại thiếu kiên trì. Chỉ duy trì được hứng thú ban đầu, bạn cũng thường xuyên nhẹ dạ cả tin, nên dễ tin lầm kẻ xấu, đưa ra những quyết định không đúng đắn, tất cả khiến mọi việc cứ mãi dậm chân tại chỗ. Trên phương diện tài lộc, bạn khá ham vui, nên dễ chi tiêu cho những việc không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ tin theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu, đánh mất khoản tiền đang có trong tay. Người làm ăn kinh doanh thì lại tỏ ra khá chần chừ trong các quyết định đầu tư, dễ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tin vui là phương diện tình cảm lại khá xuôi chèo mát mái, bạn cởi mở trong việc giao lưu, trò chuyện với người khác giới, nên cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người đã lập gia đình cũng dần chủ động hơn trong việc trò chuyện và giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Quý nhân: Thìn, Tý. Tiểu nhân: Ngọ, Mùi. Màu sắc cát tường: hồng, vàng. Con số may mắn: 33, 01, 67. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho mệnh chủ Canh Thân trong 2 tháng cuối năm 2024. Con người sống nơi thế gian bị dây khốn bởi đủ loại dục vọng. Nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong tự tại. 1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình. Trầm tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại bản lĩnh và cảnh giới cao của cuộc đời. Người trầm tĩnh có thể không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Người giữ được trầm tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bần, khí tiết của mình. Muốn giữ được trầm tĩnh cần phải tu dưỡng bản thân, trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm một khi không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Trầm tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động. Mà có thể giữ được tâm thái cân bằng, nó là một loại trạng thái nội tâm trầm ổn, thông qua tự thân điều tiết mà thành. Người có tâm trầm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra. 2. Đạm bạc để không bị dục vọng dây khốn. Đạm bạc không phải là nhân sinh quan tiêu cực, mà là dùng tâm thái bình thản đối mặt với hết thảy công danh lợi lộc, hưng suy dinh nhục trong cuộc đời. Người đạm bạc điềm nhiên không màng danh lợi, nên tâm trí của họ sáng tỏ, đứng trước tiền tài, địa vị, cuộc sống xa hoa mà có thể lựa chọn cách sống đạm bạc, thì đó phải là người có bản lĩnh lớn. Trong sách Hoài Nam Tử, chủ thuật quấn của Lưu An thời đầu Tây Hán viết: không màng danh lợi mới định rõ được trí hướng. Trong Giới Tử Thư của Gia Cát Lượng cũng nói: không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Người không an định thanh tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa, cũng không thể chịu khó, chịu khổ mà tiếp thu kiến thức được. 3. Buông bỏ để thông dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí. Con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước. Nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình. Như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Có như vậy cuộc đời của chúng ta mới thông dong tự tại và nhẹ nhàng hơn. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận, tiếp nhận khoan dung. Cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành. Cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa
mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, quái hoạt. Trong cuộc sống, những người vì hư dinh, vì thể diện, vì tình mà không dám hợp thời cự tuyệt thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Dân kính thưa quý vị, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Người xưa có câu, tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời, còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Quân sư Lưu Bá Ôn, thời Chu Nguyên Chương nhà Minh đã từng tự khuyến khích bản thân, trên thế gian làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được. Chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất kể chúng ta làm gì đi nữa, chỉ cần luôn làm hết sức mình thì có thể bớt phải hối hận. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tháng 11 và 12 âm lịch của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp anh chị gặt hái được nhiều thành công và tài lộc vào nhà. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị anh chị hãy để lại bình luận xuống phía dưới để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Nếu thấy hay, quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật thông tin sớm nhất từ kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc anh chị có 2 tháng cuối năm thành công viên mãn, đón năm mới ngập tràn niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.